Kính chào quý vị khán giả xem truyền hình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên phát sóng tối thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, dân số thì luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, ổn định quy mô, chất lượng, nâng cao chất lượng dân số thì là cái giải pháp quan trọng để của sự phát triển bền vững. Chính vì vậy trong những năm qua thì Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách để góp phần ổn định quy mô cũng như là nâng cao chất lượng dân số. Tại tỉnh ta thì các mục tiêu về công tác dân số kế hoạch gia đình thì đóng vai trò rất là quan trọng và quan hệ mật thiết với vấn đề phát triển kinh tế xã hội cũng như là xóa đói giảm nghèo. Trong chương trình hôm nay thì cùng trò chuyện với chúng ta về chủ đề này thì xin giới thiệu bác sĩ Vũ Thị Thùy, Chi cục trưởng Chi cục dân số kế hoạch gia đình tỉnh Điện Biên. Vâng, trước khi trao đổi về cái chủ đề ngày hôm nay thì mời bác sĩ cùng quý vị khán giả cùng theo dõi một clip ngắn. Đến hết năm 2019, quy mô dân số tỉnh ta đạt khoảng 600.000 người. Các chỉ số dân số cơ bản được cải thiện đáng kể, tuổi thọ trung bình đạt 68,5 tuổi. Mức giảm sinh trung bình đạt 0,5 phần nghìn trên năm. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi giảm xuống 16% và 26%. Tuy nhiên, về cơ bản, Điện Biên vẫn thuộc nhóm các tỉnh thành có mức sinh cao, chất lượng dân số chậm chuyển biến, tình trạng sinh con thứ ba, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn xảy ra. Em là 25 ạ. Em học hết lớp 6 nghỉ đầm 3 năm đi lập chồng, mà em lập chồng em thích thôi. Bố mẹ không đồng ý ạ. Những tồn tại hạn chế trong công tác dân số kế hoạch hóa gia đình ảnh hưởng rất lớn tới công tác phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Chính vì vậy, truyền thông thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, cần sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Huyện đoàn cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành, cả bên phòng lao động thương binh và cả tầm nhìn thế giới, mà tổ chức các cuộc thi về vấn đề liên quan đến nạn tảo hôn đối với thanh niên cũng như là thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Và hình thức của huyện đoàn nó đưa ra trong cái thời gian vừa qua là tuyên truyền nó trực diện đối với những người có nguy cơ hoặc là những người mà thực sự mà chưa hiểu sâu về cái việc tảo hôn nó mang lại cái hệ lụy như thế nào. Phòng dân số trung tâm y tế huyện thường xuyên tham mưu cho ban chỉ đạo dân số huyện phối hợp với các ban ngành đoàn thể xuống và phối hợp với trạm y tế xã xuống tuyên truyền. Trong cái trường hợp thực trạng hiện nay đó là tỷ lệ sinh con thứ ba ở vùng sâu vùng xa rất là cao ạ, thì sẽ hướng dẫn là các bản sẽ có những xây dựng được cái quê ước hương ước về thực trạng sinh con thứ ba và phối hợp với các ban ngành đoàn thể là đến tận nhà ra từng đối tượng và vận động tuyên truyền cho người dân thực hiện chính sách dân số kế hoạch gia đình ạ. Vâng, thưa bác sĩ Vũ Thị Thùy, cái dân số thì chúng ta thường nói là dân số nó vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình phát triển. Vậy thì trên địa bàn tỉnh ta thì các yếu tố về dân số thì nó có liên quan cũng như là ảnh hưởng ra sao đến cái công cuộc phát triển kinh tế xã hội? Giữa chất lượng dân số và phát triển, cái sự phát triển là luôn luôn có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại với nhau. Xã hội phát triển để nâng cao dân số và ngược lại, dân số, chất lượng dân số tốt thì làm cho xã hội phát triển. Và chúng ta cứ thử đặt một câu hỏi, nếu một xã hội không phát triển thì liệu chất lượng dân số có tốt hay không? Và ngược lại, nếu một xã hội không có chất lượng dân số tốt thì xã hội đó liệu có phát triển được không? Và với tỉnh Điện Biên chúng ta thì trong rất nhiều năm qua, với sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và của cộng đồng, cũng đã công tác dân số cũng đã đạt được rất là nhiều những cái thành tựu đáng khích lệ. Nhưng hiện tại tỉnh Điện Biên chúng ta vẫn là đang là một trong những cái tỉnh mà có mức sinh rất là cao. Tôi chỉ lấy ví dụ, nếu một gia đình đẻ nhiều con thì cái cơ hội, cái khả năng được chăm sóc con, chăm sóc sức khỏe cho con, đấy là thể chất, được cho con học hành, đấy là trí tuệ, được cho con ăn uống đầy đủ, đấy là những cái vấn đề mà liên quan đến chất lượng dân số thì chắc chắn sẽ kém hơn ở những gia đình sinh ít con. Như vậy thì đối với tỉnh Điện Biên chúng ta với cái tổng tỷ suất sinh còn rất là cao thì chắc chắn là đã ít nhiều ảnh hưởng đến kinh tế, đến sự phát triển kinh tế xã hội.
Vâng, với cái vai trò quan trọng như vậy thì xin bác sĩ cho biết là cái công tác dân số này trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được những kết quả nổi bật như thế nào? Thì cái công tác dân số của tỉnh cũng đã đạt được những thành cái kết quả đáng khích lệ, chất lượng dân số đã được nâng lên, tỷ suất sinh thì cũng đã giảm, và trong giai đoạn 10 năm qua từ năm 2011 đến năm 2020 khi chúng ta thực hiện cái chiến lược quốc gia về dân số sức khỏe sinh sản thì tính trung bình hàng năm thì cái tỷ suất sinh thô cũng đã giảm là 0,5 phần nghìn trên một năm. Cái thứ hai nữa là tỷ lệ suy dưỡng trẻ em cũng đã giảm và cũng được quốc gia ghi nhận. Tỷ suất tử vong bà mẹ cũng đã giảm rất là rõ rệt và tuổi thọ thì cũng đã tăng lên. Vâng, bên cạnh những cái thành tựu, những cái kết quả cũng như là chuyển biến ở trong thực tế thì tỉnh ta như bác sĩ vừa chia sẻ thì vẫn thuộc là top nhóm cao của cả nước. Ngoài ra thì các vấn đề như là tỷ lệ sinh con thứ ba hoặc là tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống thì nó vẫn còn tồn tại. Vậy thì cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tình trạng như vậy? Thực ra thì đối với chất lượng dân số thấp và còn khá nhiều những cái chỉ số không tốt về dân số, cũng có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng phải nói là đầu tiên, ngay như ban đầu tôi nói đấy ạ, với cái điều kiện khách quan của tỉnh, tỉnh chúng ta vẫn là một tỉnh miền núi biên giới, là tỉnh nghèo. Trong cái các cộng đồng các anh em sinh sống ấy, thì còn tồn tại khá nhiều hủ tục. Ví dụ như là mong muốn cho con lấy vợ lấy chồng sớm để có thể có thêm sức lao động, dẫn đến cái tình trạng tảo hôn. Hoặc là ví dụ như một vài cái hủ tục là chỉ muốn tất cả mọi thứ đều tồn tại trong dòng họ của mình thôi, gói gọn trong dòng họ của mình thôi, thì dẫn tới cái hủ tục là kết hôn cận huyết thống. Rồi là những cái hủ tục khác như là mong muốn có nhiều người để có sức lao động, tăng cường cái sức mạnh dòng họ, thì dẫn đến cái việc sinh nhiều con. Thế còn về phía chủ quan thì thực sự là đã được sự quan tâm vào cuộc các cấp các ngành, nhưng bên cạnh đó thì cũng vẫn còn đâu đó một số cấp, một số ngành vẫn còn lơ là chủ quan và vẫn chưa coi trọng, phải nói thực sự là chưa coi trọng, dẫn đến là vẫn còn tình trạng buông lỏng. Và đó thì cũng là đã để thể hiện cái kết quả trong những năm gần đây thì tỷ lệ sinh con thứ ba đã có nguy cơ quay trở lại, thậm chí là quay trở lại ở cả những cái đối tượng là đảng viên. Vâng, chúng ta có thể thấy thì những cái nguyên nhân dẫn đến những cái vấn đề đó thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong thực tế. Tuy nhiên để thay đổi nó thì rõ ràng là phải có sự tham gia của các cấp chính quyền cũng như là sự ủng hộ của toàn xã hội chứ không riêng gì của ngành dân số. Tuy nhiên thì căn cứ vào điều kiện thực tế như vậy thì trong thời gian tới thì những cái mục tiêu nào trong công tác dân số kế hóa gia đình thì sẽ được tỉnh ta tập trung để thực hiện ạ? Năm 2017 thì Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Chính phủ ngay lập tức cũng đã ban hành cái nghị quyết số 137 để thực hiện cái nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Và đối với tỉnh Điện Biên thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng vào cuộc ngay tức thì. Tỉnh ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết số 13 và ủy ban nhân dân tỉnh thì đã ban hành cái quyết định số 45 để thực hiện theo cái nghị quyết 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Và trong đó thì cũng chỉ ra rất rõ là giải quyết toàn diện đồng bộ các vấn đề về quy mô, về cơ cấu, về phân bố, về chất lượng dân số và đặt trong cái mối tác động quan hệ qua lại giữa phát triển kinh tế và xã hội. Nghị quyết cũng ghi rất là rõ là chuyển trọng tâm từ công tác dân số kế gia đình sang công tác dân số phát triển. Nhưng đối với tỉnh Điện Biên với cái điều kiện thực tế như vậy, như quý vị đã biết ấy, thì hiện tại và trong giai đoạn tới khá dài nữa, tỉnh Điện Biên vẫn phải tiếp tục thực hiện hai cái mục tiêu quan trọng, đó là dân số kế gia đình và dân số và phát triển. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Vũ Thị Thủy. Trước khi tiếp tục trao đổi về chủ đề thì mời bác sĩ cùng quý vị khán giả theo dõi một clip ngắn do nhóm phóng viên chúng tôi mới thực hiện. Năm 2020, đại dịch COVID-19 đã gây tác động ảnh hưởng tới mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Nhưng đối với mỗi lĩnh vực, những hệ lụy dịch bệnh gây ra lại khác nhau. Việc thực hiện giãn cách xã hội, các chuỗi cung ứng toàn cầu gặp gián đoạn, ảnh hưởng lớn tới hệ thống y tế nói chung và công tác truyền thông, cung cấp các dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe, sinh sản nói riêng. Trong bối cảnh đó, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tích cực tham mưu cho ngành y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường công tác phối hợp, tập trung thực hiện các mục tiêu nội dung về dân số và phát triển theo định hướng nghị quyết số 21,
Nghị quyết 137 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21 và Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030, chương trình truyền thông dân số đến năm 2030, chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng đối tượng đến năm 2030, vân vân. Đặc biệt, với chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 2020 là đẩy lùi COVID-19, cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện đại. Đội ngũ cán bộ dân số từ tỉnh đến cơ sở triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục, chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Vâng, thưa bác sĩ, là từ cuối năm 2019 đến nay thì cái dịch COVID-19 nó đã ảnh hưởng sâu sắc và toàn diện đến hầu như là mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy thì đối với công tác dân số kế hóa gia đình thì nó bị ảnh hưởng và gặp phải cái khó khăn gì ạ? Đối với Việt Nam thì dịch COVID cũng ảnh hưởng ngay từ cuối năm 2019 và ảnh hưởng cho đến bây giờ vẫn ảnh hưởng. Tuy nhiên thì như quý vị biết là cái thời gian trọng điểm nhất đó là dịp tháng 3 và tháng 4. Thế thì đối với công tác dân số ấy, thì hàng năm cứ trong cái dịp này, đúng vào cái dịp mà chúng ta cách ly xã hội do dịch COVID ấy, thì thường là theo cái truyền thống hàng năm thì vào cái dịp này là chúng tôi tổ chức cái chiến dịch lồng ghép, truyền thông lồng ghép và đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tới vùng khó khăn. Thế thì rõ ràng là chúng tôi cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất là ảnh hưởng về công tác truyền thông. Do những cái việc cách ly xã hội, việc giãn cách xã hội thì cái công tác truyền thông trong 2 tháng là gần như là chúng ta không thực hiện được. Cái nội dung thứ hai là cái chiến dịch lồng ghép công tác truyền thông với cái đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản đến vùng khó khăn, chúng tôi cũng bị chậm lại và các hoạt động đều triển khai bắt đầu từ tháng 5 trở đi. Do vậy, nếu so với cái tiến độ của 6 tháng đầu năm thì rõ ràng là chậm hơn rất là nhiều. Trong cái bối cảnh dịch bệnh như vậy thì cái Ngày Dân số Thế giới năm nay thì có chủ đề với cái nội dung đó là đẩy lùi COVID-19, cách thức để mà bảo vệ quyền cũng như là sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái trong hoàn cảnh hiện tại. Thì với cái nội dung như vậy thì tại tỉnh Điện Biên sẽ được triển khai ra sao? Trong cái dịp này thì chúng tôi triển khai những cái nội dung chính như sau. Thứ nhất là chúng ta vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông. Và trên cái căn cứ với những cái thông điệp của Tổng cục Dân số thì chúng tôi đã hướng dẫn đến các cơ sở để căn cứ với từng điều kiện của từng huyện, từng đơn vị đưa ra những cái chủ đề chính. Còn đối với chủ đề của tỉnh thì chúng tôi cũng đã đưa ra cái chủ đề là hướng tới cái sự chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho phụ nữ và trẻ em gái. Và trong ngành thì cũng đã tuyên truyền rất là rộng rãi từ phía truyền thông của ngành. Cái thứ hai nữa là cũng đã quan tâm chú trọng đến cái việc cung cấp dịch vụ đến những cái vùng khó khăn. Ngay sau khi kết thúc hết cái đợt giãn cách ly xã hội thì chúng tôi cũng đã cùng với các đơn vị, các cơ sở cung cấp dịch vụ triển khai ngay kịp thời để đáp ứng cái nhu cầu về sức khỏe sinh sản cũng như là các biện pháp tránh thai cho phụ nữ tại các cái khu vực vùng sâu vùng xa. Và cái thứ ba thì đối với các trẻ em vị thành niên thì ngay sau khi kết thúc vào cái đợt giãn cách thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo và phối hợp với các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn toàn tỉnh để tổ chức tuyên truyền về những cái nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên. Trong giai đoạn hiện nay thì cái công tác truyền thông thì nó gần như là đóng là cái nhiệm vụ cũng như là cái vai trò rất là quan trọng trong công tác dân số kế hóa gia đình ấy. Vậy thì cái nhiệm vụ này sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới ra sao? Với công tác truyền thông thì luôn luôn đặt lên là vị trí số 1 và chúng tôi tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như sau. Thứ nhất là vẫn phải tiếp tục thông tin, các thông tin về dân số cho các cấp ủy đảng, chính quyền, các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định để biết rõ hơn về cái tình trạng dân số của tỉnh. Cái thứ hai là đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông bằng rất là nhiều hình thức. Thứ ba là duy trì các hoạt động truyền thông qua cái hệ thống cộng tác viên. Một cái vấn đề nữa với cái thực trạng về điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh cũng như là cái nguồn kinh phí từ trung ương cắt giảm thì chúng tôi để đa dạng hóa các dịch vụ liên quan đến dân số cơ gia đình thì chúng tôi cũng tiếp tục
đẩy mạnh và huy động toàn xã hội tham gia, đặc biệt là xã hội hóa các phương tiện tránh thai. Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin chia sẻ của bác sĩ Vũ Thị Thủy. Thưa quý vị và các bạn, công tác dân số hiện nay thì càng ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn đến từ cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như là toàn xã hội. Hy vọng thì với sự quan tâm đó cùng những cái giải pháp cụ thể thiết thực ở trong thực tế thì công tác dân số kế hóa gia đình của tỉnh sẽ tiếp tục đạt được những kết quả khả quan, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo của địa phương. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ Vũ Thị Thủy, Chi cục trưởng Chi cục dân số kế hóa gia đình tỉnh Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.